Ở Tây Nguyên lạc hậu lắm, mọi người còn cưỡi voi đi học đi làm. Đúng là ở đây mọi người còn cưỡi voi đi học đi làm, đi thổ hàng đi cày. Nhưng mà khác ở đây là chúng tôi xài con voi bằng sắt. Hey. Ông bà ta thời xưa dùng cuốc để cuốc cả chục hecta, vừa tốn sức, vừa không mang lại hiệu quả, thì bố mẹ ta đã biết giải phóng sức lao động bằng cách sử dụng trâu cày. Con trâu đi trước, cái cày theo sau. Nhưng ngày nay, khi con voi sắt bắt đầu xuất hiện trên đồng ruộng, thì mọi thứ đã thay đổi. Từng lớp đất đỏ được lật tung lên, loáng một cái, con voi sắt này đã làm bằng công cả chục con voi thật. Hình ảnh những con voi sắt quần thảo trên đồng ruộng đã khiến người nông dân lạc quan hơn về những mùa màng bội thu phía trước. Chính vì vậy, bà con ở Tây Nguyên không chỉ sử dụng con voi sắt để đi cày, mà còn để thô hàng, lên núi cao hoặc chuyên chở hàng hóa ở những địa hình mà các phương tiện khác gặp rất là nhiều khó khăn mới vượt qua được, nhằm giảm chi phí sản xuất, tăng năng suất và giảm công sức lao động, đồng thời cải thiện chất lượng nông nghiệp. Đây cũng là ước mơ của bà con đồng bào Tây Nguyên. Với nhu cầu vượt địa hình khó khăn, chở hàng hóa nặng thì bà con có thể lựa chọn những dòng xe như Kubota. Ngoài ra còn có Yanmar 6000, Mitsubishi 70, Mitsubishi 80 có cabin máy lạnh sướng hơn ô tô, và Shibaura. Tất cả đều sở hữu động cơ 4 máy có mã lực từ 60 đến 80 mã lực. Những chiếc máy sang xịn mịn như thế này rất phù hợp cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh, bà con có diện tích canh tác lớn tầm trên 10 hecta hoặc sản lượng cà phê đạt hơn 1.000 tấn. Bên cạnh đó, máy có thể kéo từ 15 tấn đến 20 tấn đường trường, 10 tấn cho đường tổng hợp. Wow, thật sự là đỉnh của chóp phải không mọi người? Ưu điểm nổi trội trong phân khúc này đó chính là Shibaura 6340 V52 V70 với ưu điểm là bền, đa dụng phù hợp với nhiều loại địa hình và thiết bị phụ trợ, chịu tải, chịu nhiệt, thời gian làm việc bền bỉ, ít hao nhiên liệu và đặc biệt là cực kỳ dễ bảo dưỡng. Ngoài ra, bà con có thể tham khảo thêm dòng xe Iseki T7000, 7010, 725. Đây là dòng xe có gầu súc hoạt động tốt với vật liệu xây dựng, chiều cao của gầu súc so với mặt đất là 2,5m, có thể đổ lên xe bên. Wow, thật sự rất là đã. Đã quá các bạn ạ. Các bạn nên sở hữu một con xe như này để chạy. Quá đã luôn. Wow. Xem đến đây thì bà con mình đã biết mua xe ở đâu chưa? Mua ở đâu? Tất nhiên là ở Nông Cơ Minh Dũng. Khi mua máy cày ở Minh Dũng, bà con sẽ được thử xe, được trải nghiệm dịch vụ chu đáo, nhận hàng tận nơi, vận chuyển tận nhà, hỗ trợ kỹ thuật 24/24 trong 6 tháng đầu cho bà con.
Nông cơ Minh Dũng, chuyên cung cấp thiết bị phụ trợ cho công nông nghiệp